Thì anh ơi, thì hồi nãy em có hỏi anh là cái chương trình khuyến mãi con AirPods Pro 2 Reorder của mình thì cụ thể nó như thế nào á? À, thì từ ngày 18 tháng 10 tới ngày 10 tháng 11 là anh có thể ra ngay Thế Giới Động Điện Máy Xanh để đặt ngay cho mình sản phẩm là AirPods Pro thế hệ 2. Ừ, và cái thời gian nhận hàng của mình là lâu thì sau đó luôn là ngày 11 tháng 11 là mình có thể ra nhận hàng được. Vậy còn em muốn biết là thí dụ là khi mình em đặt trước như vậy thì mình sẽ được những cái ưu đãi, những khuyến mãi như thế nào? Khi mà mình đặt hàng trước á thì ưu đãi của mình sẽ được giảm ngay thẳng vô trong sản phẩm của mình là 1,4 triệu và trả góp không lãi và 1,1 trong vòng 1 năm. Khi mà sản phẩm có lỗi. Dạ. Khi mà em vậy là em phải cọc 500 ngàn trước đúng không? Đúng. Dạ. Khi mà cọc 500 ngàn xong thì khi mà tới ngày nhận hàng thì em sẽ phải trả cho mình bao nhiêu nữa? Dạ, sau khi mà mình cọc xong hết á, khi mà mình ra nhận hàng thì mình chỉ thanh toán cho em là 5,090,000 thôi. Dạ. Thì cái số tiền 1,4 triệu đó với lại số tiền cọc á em đã trừ thẳng trong giá sản phẩm luôn. Em thấy với một cái mức giá như vậy và những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi bên mình, quan trọng là 1 đến 1 năm thì em thấy chắc là em sẽ đầu tư ngay con này thôi. Dạ. Vậy là mình đã đặt hàng thành công chương trình Reorder AirPods Pro 2. Và các bạn thì như thế nào? Nếu mà các bạn có mong muốn sở hữu em này thì hãy đến ngay cửa hàng Thế Giới Di Động hoặc là Điện Máy Xanh để reorder AirPods Pro 2 nha.